Thôi này, trao ảnh em cho này. Chị Hà có bảo là thích dáng mũi như Song Hye Kyo không? Em thích một dáng mũi giống như chị Song Hye Kyo. Thì bây giờ em thử nhận xét xem có giống chưa? Giống không? Chưa chắc đã giống đâu. Giống như thế này không chưa chắc giống. Nhìn tưởng là như là Song Hye Kyo thứ hai này. Nói chung là trong cái quá trình từ cái lúc mà em bắt đầu em thăm hỏi các thứ rồi mọi người rất là nhiệt tình, an ủi như kiểu là ờ không đau đâu, không đau. Tôi nói không đau đâu. Anh ngoài anh thật có đau đâu. Sao chứ? Em nói anh ngoài anh có đau đâu. Em nhìn em cũng chả đau. Em nhìn em cũng chả đau. Lúc làm thì nó không có đau. Mà về nhà nó mới đau. Trong lúc làm thì mình cũng không bị căng thẳng gì hết, rất là vui vẻ, ok. Bộ phận chăm sóc sau sốc là thì sao em? Bộ chăm sóc thì ngày nào cũng nhắc mình là vệ sinh mũi, với cả là hướng dẫn mình làm mấy cái thao tác như giúp. Nói chung là tận tình chu đáo. Ok. 264 tôi hiện thành. Tận tình chu đáo. 264 tôi hiện thành. Phẩm lý Tâm Lâm.